Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Vân Anh. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một trò chơi, đó là trò chơi tạo chữ chuyển động ngẫu nhiên ở trên màn hình. Các bạn sẽ cùng xem nhé. Vậy để thiết kế trò chơi này thì các bạn hãy tạo cho mình một slide này. Đầu tiên mình sẽ thiết kế các vòng tròn ở xung quanh. Mình vào home này thì mình sẽ chọn một cái hình mình vẽ. Để vẽ được cho tròn thì khi vẽ các bạn hãy giữ phím shift cho mình, thì cái hình khi các bạn vẽ ra nó sẽ tròn. Và các bạn để ở chế độ no slide cho mình, đổ màu này. Ở ngoài là cái màu nó nhạt thì mình sẽ chọn cái tông màu nhạt, và mình sẽ bo góc cho tròn hơn này, cho nó gần giống hình tròn. Và ở cái hình này mình sẽ đổ bóng cho nó. Các bạn vào Shape Effect, chọn mục Glow, ở đây mình chọn đổ bóng là màu xanh. Tiếp theo mình sẽ xoay tròn, xoay nó chéo đi một chút, và mình sẽ nhân bản cái hình này lên. Cái hình đằng trong mình sẽ thu nhỏ một chút. Khi các bạn thu nhỏ, các bạn nhớ giữ phím shift để nó sẽ tròn đều. Và mình sẽ xoay ngược lại, xoay chéo đi một chút. Và các bạn sẽ đổ màu cho mình là cái màu tông đậm hơn. Đây, mình chọn màu này. Và các bạn xoay cho chéo đi một tí. Tiếp theo mình sẽ nhân bản thêm một hình nữa, và các bạn đổ màu đậm hơn một chút nữa. Các bạn thu nhỏ lại. Rồi, bạn chỉnh ở giữa này. Sau đó các bạn xoay hình cho ba hình nó chéo nhau. Ba hình chéo nhau để khi xoay nó sẽ tạo ra được cái hiệu ứng kỳ ảo. Và sau khi mình đã tạo xong ba cái hình tròn thì mình sẽ vào mình đặt hiệu ứng. Mình sẽ chọn cả ba hình này. Ở đây mình sẽ đặt hiệu ứng xuất ra và animation. Mình chọn hệ ứng sáp và mình để cho chế độ xuất ra từ bên trong. Đấy. Và mình sẽ thêm cho nó một hiệu ứng nữa. Đó chính là hiệu ứng chờ. Và mình chọn hiệu ứng spin, tức là xoay vòng. Các bạn vào Animation Pane để chỉnh hiệu ứng. Ở đây tất cả hiệu ứng mình sẽ đặt ở chế độ là With Preview, để sau khi xuất hiện nó sẽ chạy luôn. Và ở đây mình sẽ kéo cái hiệu ứng chờ vào sau cái hiệu ứng xuất hiện, để sau khi nó xuất hiện thì nó sẽ xoay luôn. Và ba cái hiệu ứng chờ này mình sẽ đặt chế độ cho nó. Các bạn chọn và bấm vào mũi tên màu đen. Các bạn vào Effect Option. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình ở cái phần timing, đó là chế độ quay. Mình sẽ để chế độ chậm là 3 giây. Và ở cái chế độ repeat lặp lại thì mình sẽ cho nó lặp lại đến cuối slide. Và các bạn bấm OK. Và như các bạn nhìn thấy, nếu như mình để như thế này thì ba hình nó sẽ xoay cùng với nhau thì nhìn nó sẽ không đẹp. Vậy chúng mình sẽ cho nó cái hình thứ hai này, nó lui lại một chút. Cái hình thứ ba lại dịch lại thêm một chút nữa. Và các bạn sẽ review thử. Không thì là cái hình đầu này mình sẽ cho dịch lên, là cái hình này. Đầu tiên mình sẽ cho dịch xuống. Đấy, bây giờ mình sẽ xem thử. Cái này mình sẽ dịch xuống một chút nữa này. Xuống một chút. Các bạn sẽ chỉnh theo mắt của mình nhé. Chỉnh làm sao cho phù hợp lý thì thôi.
đang có sự chuyển động liên tục rồi đấy. Và tiếp theo thì mình muốn là mình sẽ làm đến cái hiệu ứng ở chữ chữ mình, các bạn sẽ gõ chữ cho mình, các bạn vào home này chọn text box, vào đây viết một cái chữ vào đây. Và ở đây mình muốn cho trẻ nhận diện mặt chữ, vì vậy mình sẽ để công chữ là Vienna Van. Các bạn sẽ chọn cho mình công chữ Vienna Van. Các bạn phải đổi English code sang các bạn sẽ chọn bảng mã TCVN3, viết chữ A. Các bạn viết liền luôn nhé. Các bạn viết cho mình nhiều chữ cái vào đây. Mình đang dạy tiếng Việt, vì vậy các bạn sẽ viết các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. Các bạn mà muốn viết chữ ớ ấy, thì các bạn viết cách nó ra, sau đó các bạn viết, sau đó các bạn lại xóa bỏ cái dấu cách đi. Ví dụ thôi các bạn nhìn đấy, ví dụ như thế này, chữ A y hoa mình viết lại thì chữ A thường này. Điện vào đây các bạn viết chữ O đấy. Ở đây các bạn viết thêm chữ ơ này, thêm chữ A này. Đấy, chữ A mình lại thử sửa. Mình sửa thành chữ A thường. Sau đó các bạn để viết tiếp thì các bạn có thể copy cái đoạn này và các bạn dán vào đây. Để mình đỡ phải viết nhiều. Đấy, các bạn cứ copy vào đây. Cho nó dài dài ra một chút. Ok. Cái này là dài rồi đấy. Và tiếp theo mình sẽ bôi đen này. Và mình chọn chữ in đậm. Các bạn chọn to lên. Chọn cho mình chữ màu trắng cho to lên. Các bạn cho to để cho mỗi chữ mỗi dòng chỉ còn là một chữ thôi. Các bạn để cho to nhìn cho rõ. Vậy là mình đã cho chữ to lên rồi. Các bạn sẽ kéo chữ A này vào chính giữa. Toàn màn hình ra. Vì cái chữ ở dưới mình làm rất là dài. Các bạn sẽ chỉnh cho chữ A nó cân vào giữa này. Rồi sau khi mình đã thấy là hơi to, các bạn thu nhỏ lại một chút. Cho nó nhỏ một tí. To quá nhìn nó hơi xấu. Chữ A đây cần là chưa. Và các bạn thấy là khi mình để như thế này thì sẽ hiện mất cái chữ bờ ở dưới lên, cái chữ cái tiếp theo lên. Vì vậy để cho nó không hiện thì các bạn Ctrl A cho mình, sau đó các bạn chọn chế độ, ở đây mình chọn là khoảng cách là rộng 1,5, như thế thì các cái chữ nó sẽ cách thưa nhau ra một chút, thì khi mình chỉnh chiều nó sẽ không bị hiện chữ tiếp theo ở bên cạnh. Để cho tất cả các chữ chỉ tạo thành một hàng thôi. Các bạn sẽ coi nhỏ cái chữ này nào. Để cho các chữ nó chỉ là một hàng thôi. Và các bạn chọn là chế độ là giữa, Ctrl A này, chọn chế độ ở giữa. Và bây giờ mình sẽ đổ
đổ viền xung quanh cho cái chữ, thì mình chọn Ctrl A này. Các bạn vào Save Format, chọn Text Effect, chọn Glow và mình chọn lấy một màu viền. Là mình đã đổ xong cái chữ này rồi. Đây, các bạn xem, chữ của mình đã được đổ viền xong. Và bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng cho cái chữ này. Để tạo hiệu ứng cho chữ, các bạn bấm vào này, chọn cho mình Animation, chọn Fly In. Ở trong Fly In, các bạn bấm vào Effect Option và chọn cho mình cái From Top, tức là đi xuống. Animation Pen này, cái chữ của mình hiện tại nó đang chạy chỉ có 0,5 giây thôi, cái duration này này. Và mình đã để cái đoạn nhạc của mình là 10 giây, thì vì vậy mình sẽ chọn cho cái chữ này nó lên được 10 giây. Đây, các bạn không, các bạn kéo đây, kéo đây cho nó lên đủ 10 giây rồi. Và mình sẽ chọn cho nó một cái, chọn cho nó là chế độ Width Review, nhưng mình sẽ cho lùi lại một chút để sau khi cái vòng tròn xuất hiện thì cái chữ nó mới đi ra. Và đây mình sẽ chèn cho nó một đoạn nhạc. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái đoạn nhạc. Bạn thấy các chữ nó chạy chưa ạ? Đấy, và khi cái chữ nó kết thúc thì cái đoạn nhạc nó sẽ kết thúc. Và tiếp theo, sau khi chèn các bạn xong thì các bạn xem lại này. Xem lại hiệu ứng này. Và khi mình thấy là cái thứ nhất là cái chữ này nó khi nó dừng lại thì nó không có cái độ khựng lại. Với thứ hai là cái hai cái hình tròn ở trong của mình, các bạn có nhìn thấy không ạ? Cái hình ở trong của mình nó đang bị xoay gần như là nó đi theo với nhau, nó liền nhau. Vậy mình sẽ là đặt xoay lại cái hình, hai cái hình tròn đó. Đây, hai cái hình nó đang bị chạy gần như là gần giống nhau. Vì vậy mình sẽ cái hiệu ứng thứ hai này mình có thể cho lui về một chút nữa. Bấm cái hình tròn thứ hai này. Cái hiệu ứng của nó mình sẽ cho nó lui về một tí nữa. Đấy. Để mình sẽ xem lại cái hiệu ứng này. Cái hiệu ứng chữ thì mình sẽ, các bạn vào Effect Option này, ở trong cái mục mà này, ở trong một cái mục setting này, cái mục cái dòng Brow End này, các bạn kéo lên một chút. Ok, vậy bây giờ mình xem lại cái hiệu ứng chữ này nhé. Các bạn có nhìn thấy cái chữ A nó đã bị khựng lại một chút được không ạ? Đấy. Thì khi mình chỉnh như vậy thì nhìn nó sẽ mượt mà hơn. Và mình đã tạo xong hiệu ứng cho cái trò chơi này. Và bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái hình nền, chèn một cái hình nền ra ngoài. Sẽ chọn cho nó một cái nền này. Đây, mình sẽ lấy cái hình này để đèn lên. Và mình kéo hóa cho nó vừa. Đấy, cho nó lung linh một chút. Các bạn sẽ cùng xem lại. Và các bạn thấy không ạ? Vậy là mình đã hoàn thành xong cái trò chơi này. Và nếu như các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn chơi với nhiều chữ cái khác nhau, thì các bạn chỉ cần copy cái slide này. Các bạn bấm vào slide này, các bạn Ctrl D. Sau khi các bạn Ctrl D thì các bạn chỉ cần vào slide này và các bạn thay đổi cái chữ cái đầu tiên thôi. Ví dụ ở đây, đây cái hình nền nó đang bị che mất, thì mình sẽ bấm vào đây và mình thay đổi, kéo cái hình nền xuống và mình thay đổi. Ví dụ chữ này mình chuyển nó sang thành chữ Á. Không ạ? Đấy, ví dụ mình đang ở cái bộ chữ cái thì mình sẽ thay đổi đây là chữ Á. Và chữ slide này mình sẽ thay đổi nó thành chữ Ớ.
Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết kế một cái trò chơi để ôn luyện về chữ cái hoặc chữ số mà các bạn muốn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.